Lại xin chào toàn thể các anh em làm thợ đánh chim đêm nhé. Thì tình hình anh em ở tất cả các tỉnh thành khu vực phía Bắc thế nào rồi? Ngày hôm nay thì tổng kết cho anh em xem về cái thành quả đánh đêm của buổi tối ngày hôm qua. Đấy thì đợt này nó sẽ có những cái con chim ví dụ như rẽ đi này anh em này. Rẽ thì có 3 loại, rẽ đen, đấy, rẽ đuôi xòe, cũng như rẽ hú đi. Khá đạt công ấy. Ngày hôm nay kiếm được mấy rồi? Một chàng nghịch. Đấy, chàng nghịch. Chàng nghịch bắt đầu về rồi anh em nhé. Anh em nào mà đánh thì chuẩn bị mà lên lưới đi. Đấy, tuần trăng tới này là đánh này. Nó tối trăng là đánh. Một hú, hai hú, ba hú. Đó. Đấy là túi này nhé. Mang hai túi thì tưởng chim nó vỡ như thằng tám rồi nhưng không phải, vỡ trượt. Đợt này đánh gọi là cầm cự thôi anh ạ. Cái thứ nhất là nhớ đồng, cái thứ hai nữa là đánh thì nó vẫn hiệu quả kinh tế. Nó có nhưng mà nó sẽ không có như là cái vụ tháng 8, tháng 7, tháng 8, lúc đấy nó di cư mạnh hơn. Cái đợt này là con nhác hoa đi mạnh này, gọi là con rẽ hú, con này dính nước này. Con này bé thế nhỉ? Trông khỏi đẹp. Đạp nhiều quá. Đây là con mái. Địt bẹ mái nó hoa văn lên này. Vằn vằn đấy mà con mái. Đâu? Thì mẹ con này là con trống này. Địt mẹ cứ cãi, con mái. Ông thịt ra cá gì? Hả? Thịt ra. Cái địt mẹ là thịt chim suốt ngày rất là cãi. Đây thành quả đây anh em này. Hai cuốc ta nhé. Hai cuốc ta là được 2 lít rồi. Rẽ thì là 35 một con. Đây được 5 con. 5 con là cả chẳng lịch. Gọi là cứ là tính 40. 2, 4, 5, 2 lít. Tổng cộng là được 4 lít rồi anh em. Đấy, đánh như thế khá là ổn định. Còn hơn vụ tháng 8. Vụ tháng 8 nhiều hôm còn trèo răng ra. Đánh đợt này thì nó cứ đều đều. Nói chung là được anh em. Cái thứ nhất là nó cũng được tiền. Cái thứ hai nữa là đợt này đánh thì bán chim nó dễ, ít người đánh. Đấy, thông báo cho các bác để các bác nào mà có triển khai thì các bác triển khai sớm để chiến đấu. Bây giờ thì hai anh em thu dọn hành lý, chia tay đối với cái ngôi lều hoang tàn. Đời đánh chim đêm chưa thấy cái lều nó đẻo như thế này. Mẹ tối ngủ gió nó lạnh lạnh phải dã man. Các bạn là cái thành này ông không che anh ạ. Đấy, mình thì béo là mình nằm đây chắn hết hướng gió. Ông ấy gầy thì ông ấy thụt sang bên có bạn. Là tối bị lạnh quá. Đấy, bàn lưới thì khắp khu vực đây anh em nhé. Đều là của đại ca ấy. Đó. Đây là bàn quốc ta này. Bàn quốc ta khu vực trước mặt này. Còn bàn rẽ đánh ở khu vực dưới đây. Hai con này thì phải đánh tách nhau ra xa xa một chút. Anh em nào mà đam mê đánh chim đêm thì có thể là đăng ký kênh nhé, để cập nhật những tình hình về đánh chim di cư ban đêm. Còn đối với anh em nào mà thiếu đồ đánh chim đêm thì anh em liên hệ cho bên cơ sở em. Đấy, chỉ anh em nào mà đam mê thực sự thì có thể là cập nhật những cái tình hình ở dưới cái video em đăng tải lên ấy, để cho anh em biết, để chia sẻ cùng nhau cách đánh. Bây giờ thì xin chào nhé, hẹn gặp lại anh em những video lần sau.